Rồi. Ở đại hội thường niên hôm nay có mấy thanh niên mới này. Đấy. Úi dồi ôi. Ở đây toàn rắn thôi nhá, rắn rết thôi, kinh lắm. Chưa kiểu điều bóng được này. Tâm dần dần. Nhưng mà em là có cơ hội vào rồi, lối đá em có kiểu khác. Thế em muốn tập này thôi, chưa tập được thôi. Chứ còn chưa có cái kiểu mà, cái kiểu kia mới chỉ là một chạm có phát em nhẹ luôn. Chậm luôn. Anh em một tháng chơi thì em khác. Đó. Thế vẽ hành nhiều mới thắng được đấy. Đúng không? Chỗ này vẽ hành nhiều lắm. Ghi hình ở đây, ghi hình ở đây. Phải cắt riêng nữa. Nhưng mà hai bàn thì lâu rồi. Năm bàn mãi chưa một cửa ngoài rồi. Đâu rồi. Chân chân bóng bắt đầu phát triển. Đánh ra chẳng có nhiều.
nhá. Ngồi tự nhiên đấy.
Bye.
Hey.
không ai cản được. Điều bắt cho anh quản nữa. Thank you.
xuất sắc. Xin cái video clip duy nhất thằng Long. Đây 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 đây. Đỗ Vinh đang xem kìa. Đỗ Vinh, Nguyễn đang xem. Quá hay luôn. Thua trận.